Chúc đại gia đình chúng ta an lạc quý vị. Nghe quý vị. Chúng ta hôm nay tiếp tục học tập một câu A Di Phật niệm đến cùng. Cái đề học này nhắc nhở chúng ta cả đời của mình tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Thì biết rằng bây giờ mình gặp Phật pháp, mình gặp pháp môn tịnh độ, mà mình gặp một người hướng dẫn mình chuyên nhất mà có thể áp dụng tu được, khó lắm quý vị, khó lắm. Thí dụ như quý vị tìm một cái đạo tràng hay một ngôi chùa mà chuyên tu, như năm xưa quý vị đã từng gặp, quy nhất, chuyên nhất, khó lắm. Không. Nghĩa là người gặp Phật pháp bây giờ thì bữa nay hướng này, ngày mai hướng nọ, bữa nay tu cách này, ngày mai tu cách kia, tùm lum hết. Có khi cả đời mình tu không có kết quả, không có kết quả. Nếu như một câu Phật hiệu này mà chân thật mà tin, chân thật mà niệm, thì bị nhớ rằng là cái kết quả lợi ích là quý vị càng tu quý vị càng dễ tin cái kết quả đó. Vì để ý kết quả đó đó. Thêm nữa là càng niệm Phật thì càng không buồn giận người để trong tâm. Rồi càng niệm Phật thì càng có cái tâm tùy duyên, không phân biệt. Và càng niệm Phật thì càng quay về nhìn chính mình. Đây là chỗ mà chúng ta chuyên niệm Phật có được những kết quả đó. Và khi những kết quả đó quý vị đã hưởng được thì cái sự an lạc của nội tâm mới bị tuyệt vời. Tức khắc sự an lạc của nội tâm phát triển liền. Nhớ nghe quý vị. Nên chúng ta là những người chuyên niệm Phật, gây dựng tín nguyện. Khi gặp nhau nó cũng có tần số nữa. Khi quý vị là người chuyên niệm Phật muốn sanh cực lạc, quý vị gặp cái người mà chưa có cái tâm quyết này, khi bị ngồi nói chuyện vì cũng hiểu, tức khắc nó khác liền. Còn nếu gặp cái người mà đồng chí hướng thì nó sẽ khác. Bởi vì khi gặp nhau là mừng lắm, giống như là bạn bè lâu năm không gặp, nó mừng vậy đó. Đó. Gặp người mà đồng chí hướng với mình nó mừng ghê lắm. Nên từ nơi đó mà cái đạo tràng không chung của mình có thể tập trung được những con người chuyên tu đi đi vào đây để mà dù tại gia đình hay tại công ty xí nghiệp hay tại chỗ nào vẫn là đạo tràng niệm Phật của mình để mà vì tu được thì đúng là không đơn giản. Và một câu Phật hiệu này mà tin thì cái thời cuộc này hiếm hiếm. Tuy người ta nói người ta tin, người ta tin vậy chứ chưa chắc. Không, chưa chắc. Tuy nói cầu sanh cực lạc mà chưa chắc. Nên mỗi ngày mình phải gầy dựng uy nhớ nè. Một câu Phật hiệu này mà chân thật niệm thì cái lợi ích hiện đời và khi cuối đời kết quả. Hiện đời lợi ích nè. Câu Phật hiệu này chân thật niệm là hiện đời lợi ích. Hiện đời lợi ích là con người mình nó đối với cái trần cảnh cuộc sống này rất nhẹ nhàng, không nặng nề. Tại vì mục tiêu mình sanh cực lạc mà quý vị. Mục tiêu mình là muốn về thế giới cực lạc mà. Nên ai đi tìm này, tìm kia, tìm nọ mặc kệ họ. Quý vị cứ chân thật mà niệm Phật đi. Niệm giết rồi nó lọc những cái tâm sân si khó chịu quý vị giảm bớt tối đa hết. Càng niệm là càng giảm bớt tối đa cái tâm tham sân si. Còn nếu như nay này mai nọ có khi tới cuối đời không có kết quả gì hết. Nên cái đề học và một câu A Di Phật niệm đến cùng là một cái đề học nhắc nhở cực kỳ sâu sắc. Cứ nhắc mình muốn đi phan duyên là nhắc mình một câu A Di Phật niệm đến cùng.
Nên mỗi một người mà áp dụng cái pháp môn tịnh độ này, mà quý vị thấy một câu vật hiệu tưởng nó là đi chậm không? Không chậm, nó không chậm. Vì thấy những đức chuyên nhất niệm Phật, ở đâu những đức cũng có thành quả. Vì đấy đi, ở đâu những đức cũng có thành quả chứ. Dù là một cái vòng, những đức cũng làm ra được cái sự việc lớn trong cuộc đời của người tu nữa. Cái vòng nhỏ thôi, những đức cũng làm được cái việc lớn của người tu nữa. Nếu như mà không có phương pháp tu, không có một phương hướng chuẩn xác, dù một cơ ngơ đồ sộ bây giờ cũng không ai đến. Tại vì sao? Vì nó đâu có phương hướng đâu quý vị. Những đức tin 100% tất cả quý vị đến với Phật pháp, quý vị đều là muốn mình có một cái phương pháp gì đó để mình tu tập, chắc chắn luôn. Từ khi là cái người mà đi tham quan du lịch rồi thôi, không nói tới tham quan du lịch rồi thôi thì đi chơi vòng vòng, không nói tới. Nhưng nếu thật sự muốn tìm một phương pháp để giải quyết vấn đề khổ đau thì chắc chắn quý vị đều muốn có một phương pháp tu. Mà phương pháp tu mới là phương pháp giải quyết vấn đề khổ đau. Quý vị nhớ rằng là Phật pháp nó không phải là cái bánh vẽ đâu nghe. Phật pháp không phải là bánh vẽ. Không phải là bánh vẽ để mà mình nhìn chơi đâu. Phật pháp là một cái bánh mà quý vị ăn được, chứ không phải là cái bánh vẽ. Nếu như quý vị thấy ai mà hướng dẫn Phật pháp mà như một cái bánh vẽ thì quý vị chỉ ngưỡng mộ và nhìn chơi thôi. Vì không có kết quả gì đâu. Dù cả đời quý vị đi theo cũng có kết quả gì. Nên những đức hướng dẫn quý vị là cái bánh quý vị ăn được thật sự luôn. Mà Đức Phật cũng là dạy chúng ta một cái pháp tu là quý vị có thể áp dụng được, lợi ích xác thực được. Chứ không phải Phật pháp là cái bánh vẽ. Nếu như mình thấy ai mà cứ vẽ suốt cho mình thì mình chịu thua rồi. Đó. Rồi làm những việc phi thường để cho mình ngưỡng mộ thôi thì chuyện này chịu thua. Quý vị không được một cái lợi ích gì trong Phật pháp cả. Đó. Nên Đức Phật rất là trí tuệ. Ngài đưa lên những thời cuộc cho mình tu. Thời cuộc của Ngài thì Ngài nói là trì giới thành tựu. 1000 năm sau thì thiền định thành tựu. Thời mạt pháp Ngài nói niệm Phật thành tựu. Thấy không? Ngài theo căn tính mà Ngài hướng dẫn. Vì Đức Phật nhìn được căn tính đó, đưa ra cái pháp tu phù hợp để cho quý vị thành công. Nên những đức thấy một câu vật hiệu này mà chân thật mà áp dụng niệm đi. Trẻ niệm được, già niệm được, người bệnh đau nằm chỗ tu được, ai cũng tu được. Nên pháp môn tịnh độ gọi là tam căn phổ độ, phàm thánh tề thâu. Nó thiệt chứ mấy người già đi, mà họ mà ngồi ở đâu, ở đâu họ chịu niệm Phật thì họ không có buồn đâu. Nếu như không là trách con trách cháu á. Tại vì cái công sức mình nuôi con cháu mà bây giờ con cháu đâu không thấy. Không thấy con cháu lo lắng cho mình. Bỏ mình bơ vắt, mình buồn, mình chán, mình trách nó chứ làm sao. Nên từ nó là một câu vật hiệu này mà người già chịu niệm thì người già được lợi ích. Người trẻ chịu niệm thì người trẻ lợi ích. Người trẻ mà niệm giết rồi cũng hiếu với cha mẹ nữa. Người dữ dằn, hung bạo, xấu xa cỡ nào niệm Phật giết rồi lợi ích liền. Mà phải kiên nhẫn nghe, phải siêng năng nghe. Nên mới nói là câu vật hiệu niệm đến cùng là như vậy. Là bây giờ niệm, niệm đến cái cuối cùng cuộc đời cũng niệm câu vật hiệu này để Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Nên một câu vật hiệu này quý vị mà chân thật áp dụng, chân thật niệm đi, rồi quý vị sẽ thấy cái lợi ích bất khả tư nghị luôn. Nên cái người mà bỏ câu vật hiệu đa phần đều là cái gì? Không biết được lợi ích của câu vật hiệu. Là vì sao? Không áp dụng tu. Quý vị biết, tuy là pháp môn tịnh độ thù thắng, nhưng nếu không áp dụng phương pháp tu, không dụng công, thì vì sao có kết quả? Không dụng công làm sao có kết quả? Nó giống như một cái người đi học nghề mà chỉ đứng bên ngoài chứ không được áp dụng, sao mà được cái kết quả của cái nghề. Nên niệm Phật nhưng phải có phương pháp để áp dụng. Nên quý vị coi, cái máy bấm số thì này đơn giản nè, nhưng mà không đơn giản chút nào. Bây giờ thử, một ngày quý vị đưa lên vài ngàn câu vật hiệu dưới khả năng quý vị mỗi ngày và thời gian quý vị mỗi ngày thử đi. Rồi quý vị cứ áp dụng đi, rồi quý vị sẽ thấy cái lợi ích. Giảm tối đa cái việc phóng tâm đầu này đầu kia đầu nọ liền. Một câu vật hiệu này buộc cái tâm như con khỉ của mình lại chỗ nè.
Một câu Phật hiệu này buộc cái tâm như con khỉ nhảy lang thang của mình lại một chỗ nè. Khi mà câu Phật hiệu này không áp dụng rồi, quý vị coi con người mình nó sẽ nhảy nhót cho mà thấy. Nay đầu này mai đầu đó, nó nhảy nhót tứ tung lang thang. Và nay chạy theo người này, ngày mai chạy theo người kia. Bữa nay ngưỡng mộ người này, ngày mai ngưỡng mộ người nọ. Nếu như quý vị có một câu Phật hiệu, 100% quý vị sẽ ngưỡng mộ A Di Đà Phật, ngưỡng mộ thế giới cực lạc. Điều là hướng quý vị về thế giới cực lạc thì ngưỡng mộ A Di Đà Phật. Nên chịu mà niệm Phật đi, sẽ thấy cái niềm vui an lạc tại chỗ nào, mình niệm an lạc tại chỗ đó. Nơi nào mình ở niệm Phật an lạc tại chỗ đó. Nơi nào mình niệm Phật là nơi đó hoàn cảnh sẽ thay đổi tốt đẹp. Nhà nào niệm Phật thì nhà đó sẽ tốt đẹp. Nếu chịu mà áp dụng đi rồi sẽ thấy. Nhận Đức thấy rõ ràng rồi đó. Thấy rõ ràng rồi. Cái nơi đầu tiên Nhận Đức đến gặp Phật Pháp, cái nơi đó Nhận Đức nghe cái vị chủ ở nơi đó nói một câu rằng đất ở nơi đó ngày xưa cho người ta không lấy luôn. Bị đó nói rõ ràng luôn, cho người ta không lấy luôn. Vậy mà niệm Phật giết từ từ mà đất ở nơi đó bây giờ như vàng vậy. Nghĩ đi, cái hoàn cảnh thay đổi và đất ở đó mắc vô cùng luôn đó. Từ một cái nơi nho nhỏ thôi mà từ từ niệm Phật giết rồi phát quang luôn. Nhưng mà nếu mà người chủ mà chịu áp dụng tu xác thực phương pháp thêm cái nữa thì đúng là lợi ích chúng sanh bất khả tư nghì. Quý vị biết rằng là cái pháp môn tịnh độ này, những người hướng dẫn quý vị họ đều biết đó là lợi ích thù thắng. Nhưng chỉ đúng một cái bệnh của rất nhiều người bị dính, đó là gì? Không áp dụng. Chỉ đúng có nghĩa là không áp dụng thôi. Họ đều biết đó là sự lợi ích, nhưng mà lâu ngày nó chạy theo hoàn cảnh, như bản thân Nhân Đức cũng vậy nè. Biết đó là lợi ích, nhưng mà vô công việc rồi là cứ công việc để hướng dẫn người mà mình không áp dụng. Nếu như mình mà áp dụng cái nữa thì thôi, quá tuyệt vời rồi. Tại vì mình áp dụng nó sẽ sanh ra cái sự lợi ích an lạc của mình áp dụng, rồi mình đem cái sự lợi ích an lạc đó mà hướng dẫn người thì đúng là tự độ và độ người thật sự luôn. Nó là tự độ và độ người. Nếu như cái pháp môn tịnh độ này, người nào mà hướng dẫn vị tu mà họ không áp dụng, họ không dụng công tu nghe, họ chỉ nói chứ không làm. Mà nói không làm sao lợi ích đây? Vậy nó hỏi quý vị, nói mà không làm sao lợi ích? Từ từ rồi là họ sẽ thay đổi liền. Hoặc là họ không thay đổi đi chăng nữa, họ cũng nói với họ nói hết nổi luôn. Vì họ không làm. Tại vì pháp môn tịnh độ này á, là khi hành trì là áp dụng niệm Phật, dụng công tu với quý vị xong nó sanh ra. Mỗi ngày nó sanh ra hoài vậy đó. Nên càng nói càng hứng thú, càng nói càng háo hức. Tại vì khi mình dụng công tu xong á, giống như được Phật lực gia trì cho mình, nó sanh ra cái trí tuệ đặc biệt dữ lắm. Nên từ nơi đó mà cái người mà hướng dẫn niệm Phật, dù quý vị không đọc kinh sách gì, nhưng mà quý vị chỉ cần dụng công tu thôi, lúc mà quý vị hướng dẫn người ta là nó có cảm giác sâu sắc dữ lắm, cực kỳ sâu sắc luôn. Nhưng phải tin, tin có Phật hiệu. Tự nhiên mình hướng dẫn, mình nói người ta nghe áp dụng được, và người ta thấy được lợi ích rõ ràng luôn. Nên đa phần là đều biết của môn tịnh độ này thù thắng, nhưng mà hành trì cái pháp tu thì không có. Bị cái bệnh này nhiều lắm, mà sau này đa phần rớt hết chứ. Tại vì không hành trì bị rớt hết à. Nó từ từ lâu ngày nó rớt hết. Nếu như mà những đức mà khoảng 65 tuổi mà mới bị sự cố này đó thì chịu thua, chết chắc. Tại vì thời gian quân tập quá lâu, thời gian quân tập quá lâu, quay lại không được. Nhưng cái tâm Nhận Đức nó còn đang háo hức đối với tịnh độ. Dù nó bận biểu, nó không áp dụng, nhưng mà nó đang háo hức với tịnh độ. Khi nó bước ra ngoài một cái là ngưng hết công việc, là vô công phu luôn. Đúng là Phật cũng gia hộ cho mình, gia hộ cho mình còn trẻ bị sự cố. Nên bây giờ dụng công tu mới thấy ra. Nên Nhận Đức nói bây giờ mà ai mà đẩy vô Nhận Đức vô một tổ chức, dù cho Nhận Đức một cơn lớn cỡ nào cũng không làm. Vì những đức biết được cái sự lợi ích của niệm Phật và hướng người này mới lợi ích nè. Không phải một cơn lớn mà thành công đâu. Vì sao? Vì bận biểu quá mà không có thời gian tu. Thấy tưởng tôi là độ người, nhưng thật sự chưa được độ mình. Làm sao mà độ người quý vị? Thật sự không độ mình được. Tại vì vô cái công việc đó phải dính vào danh lợi, không có vật chất làm sao lo cho người ta được đấy. Nên bản thân của mình phải dính vào chỗ đó. Mà không độ mình được thì lấy đâu độ người đấy. Cuối cùng cũng bức cả nhóm hết chứ, không được cái gì. Đúng là Phật A Di Đà đã chỉ mình một cách tu mà đúng là rõ ràng. Mỗi người phải tự chia ra mà lo.
tự mỗi người mà quan tâm cuộc sống của mình, và mỗi người phải tự cố gắng mà tu. Và bản thân Nhật Đức hướng dẫn quý vị cũng có cơ hội được dụng công tu để cảm giác được cái pháp môn tịnh độ này thù thắng. Thật sự mà nói, đây là cái việc mà quá vui mừng. Thật sự quá vui mừng. Trong cái nạn nó có cái may ở trong, đúng rõ ràng. Trong cái nghịch nó có cái thuận. Có những người trong cái thuận nhưng không ngờ nó nằm cái nghịch bên trong, không ai biết được bên trong. Mình là thuận nghịch mình đã thấy ra hết rồi, rõ ràng. Nên quý vị ơi, trong cái trở ngại của người tu mình, nó lại là cái lợi ích giải thoát. Đừng bao giờ sợ trở ngại. Khi trở ngại đến thì càng phải dũng mãnh tinh tấn hơn. Cái này là cái rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Nên một câu Phật hiệu niệm đến cùng này quan trọng lắm. Hành giả niệm Phật nên đeo máy niệm Phật. Đây là cái quan trọng. Thờ của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài cũng đề xướng chỗ này. Bất cứ người nào thích niệm Phật sẽ thích đeo máy niệm Phật. Vì sao? Tự độ độ tha và nhắc nhở mình suốt. Phàm phu như mình rất dễ bị cảnh lôi. Nên cái việc đeo máy niệm Phật, trong người lúc nào cũng phát âm niệm Phật, đó là sự từ trường cực kỳ ấm áp. Từ trường rất là ấm áp. Có những lúc bản thân mình sẽ không niệm, nhưng mà tự nhiên chiếc máy niệm Phật nó cứ phát âm hoài, bản thân mình chợt tỉnh cơn mê, được nhắc nhở, tự nhiên niệm theo. Hay. Chiếc máy niệm Phật này cực kỳ hay luôn. Bây giờ cũng nhiều nơi làm máy niệm Phật của mình phát triển. Hôm qua những đứa để mấy cái số điện thoại khi qua cái buổi chia sẻ này nè, là khi đoạn cuối cùng có mấy số điện thoại đó đó. Quý vị ai cần đặt máy niệm Phật, quý vị cứ điện cho những cái số điện thoại đó. Tại vì có nhiều người bây giờ quý vị cũng có máy niệm Phật nó hư. Bây giờ mình điện những nơi đó, những nơi đó người ta làm rõ ràng chiếc máy toàn là âm điệu niệm Phật của những đứa, rõ ràng đàng hoàng hết luôn. Còn ai mà làm không phải thì thôi, mình một lần mình đặt là mình biết rồi, thấy không? Nó rồi đèn bông sen rồi năng lượng niệm Phật rồi đó, nội trong bốn số điện thoại đấy bị điện bị hỏi người ta. Đó. Nên từ nơi đó mà tiếp tục phát triển cái việc máy niệm Phật, đèn bông sen, năng lượng niệm Phật, máy nghe pháp cho chúng sanh được nhờ. Thì biết rằng là cái thờ mà những đức ở trong chùa mà phổ biến máy niệm Phật đồ biết bao nhiêu mà nói chứ, chúng sanh nhờ biết bao nhiêu mà nói. Mỗi lần lễ những đức tặng quá tràn máy niệm Phật luôn, tặng quý vị coi, tặng biết bao nhiêu mà nói chưa, kết duyên biết bao nhiêu mà nói, năng lượng thôi cắm tùm lum tùm la hết, nơi nào cũng phát âm tiếng niệm Phật để mình kết duyên với chúng sanh hữu tình vô tình. Rồi thực vật động vật đều mình đem có Phật hiệu mình kết duyên hết trơn luôn. Nên những đức nói rằng mình đến với cuộc đời này cái tâm kết duyên của mình mở rộng, nhưng cái tâm mà dụng công tu phải càng mạnh hơn. Nếu như cứ chạy lang thang đi kết duyên không, khi cuối cuộc đời mình làm sao thành tựu của đường giảng sanh. Nên những đức nói cái đạo tràng trên không trung này thành tựu nhiều nè, vì nó quay về thật chắc cho vị tu nè. Quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi. Bây giờ quý vị tu là bao nhiêu là được bao nhiêu liền. Tu xong rồi lo gia đình, lau nhà, quét nhà, dọn nhà. Mà tu xong nó an lạc, nghe lau nhà, quét nhà, lau nhà, nó cứ niệm Phật luôn á. Chứ nó không có chạy theo trần cảnh, nó không có lao theo cuộc sống, nó không có lao đi cái chuyện mà mình nhóm tùm lum tùm la nữa. Bây giờ là cái quý vị nên bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại. Đây là cơ hội thành tựu của đường niệm Phật giảng sanh của mình nè. Hôm nay siêng năng niệm Phật thì ngày mai của quý vị là cuối cuộc đời quý vị sẽ thấy cái lợi ích cực kỳ lớn. Hôm nay không siêng năng niệm Phật, rồi một ngày nào tuổi già quý vị sẽ hối hận cho mà thấy. Những đức thấy rõ ràng, quý vị biết rằng là một câu Phật hiệu này những đức đã được sự lợi ích rất lớn này, quý vị tin không? Cái lợi ích lớn nhất của những đức bây giờ quý vị biết không? Con người cực kỳ tỉnh táo. Khi một ngày nào quý vị mà đạt một cái tiêu chuẩn cực kỳ tỉnh táo, bất cứ lúc nào cũng tỉnh táo hết, không buồn ngủ, không chầm gì hết, thì quý vị sẽ thấy cái lợi ích của niệm Phật. Sẽ thấy cái lợi ích của niệm Phật. Quý vị dùng một đêm ngủ một tiếng đồng hồ vì cũng tỉnh táo, bất cứ lúc nào cũng tỉnh táo hết, không bị không chầm buồn ngủ, thì quý vị sẽ thấy cái lợi ích của công đức niệm Phật. Nhất định quý vị sẽ được. Nếu quý vị siêng niệm Phật và tính nguyện niệm Phật, nhất định quý vị tỉnh táo. Đối với trần cảnh này nhẹ nhàng sẽ tỉnh táo. Đối với tham sân si nhẹ nhàng sẽ tỉnh táo. Còn đối với tham sân si nặng nề, còn nhiều thứ nặng nề thì bị sẽ hôn trầm.
Nhớ không? Nhớ kỹ nghe. Nên siêng năng mà niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật. Một câu Phật hiệu này mà chính cuộc đời Nhật Đức đi tu đấy nghĩa. Và một câu Phật hiệu này Nhật Đức đã làm ra một mô hình mà rõ ràng thành công. Mà những người sau này họ không thấy thì thôi kệ họ. Chính có một câu Phật hiệu mà đại chúng quy nhất ổn định. Vì thấy cái gây dựng tín nguyện niệm Phật của Nhật Đức, quý vị thấy rõ ràng không? Bất cứ Nhật Đức ở nơi nào là nơi đó quy nhất đó. Không ai xen vào được. Nhưng cái người mà tín nguyện yếu là người ta xen vào liền, thấy chưa? Không có đơn giản đâu. Nên ngày xưa Nhật Đức nói rằng một đạo tràng coi không đơn giản. Người này phải đủ tâm lực, nguyện lực, trí lực. Phải có cái tâm đó thì mới được nguyện lực Phật A Di Đà gia trì. Còn nếu như không đủ những cái mảng đó, quý vị thiếu sự gia trì, thì bản thân quý vị ở một nơi nào đó sẽ bị thay đổi. Thay đổi từ từ, thay đổi lộn xộn hết luôn. Thay đổi từ mắt phương hướng đó luôn. Những đức nó thật sự mà nói, khi cái quy trình nó đã ổn định rồi mà thay đổi tứ tung lang thang, dù bây giờ Phật Bồ Tát có xuống thay đổi lại cũng không được, làm lại cũng không được, khó lắm. Cái quy trình ban đầu nó mà được á, là đặc biệt lắm. Đạo tràng nó sẽ thành công ghê lắm. Nhưng mà nó mà đã thay đổi, nó tốc lên, nó vô tay một con người mà không có cái góc độ quy nhất mà chuyên tu là tiêu. Đạo tràng từ từ nó tốc tứ tung lang thang lên hết luôn. Rồi con người trong đạo tràng nó không quy nhất được, nó tự ý mỗi người đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, giết là đạo tràng tứ tung lang thang hết. Giết rồi nó rã luôn quý vị, nó lụng luôn vậy đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Một cái nơi mà nó thịnh vượng lên là do nó có một tổ chức nó có quy nhất á. Nếu như mà nó không có một tổ chức quy nhất là tức khắc từ từ nó lụng bại luôn, mắc luôn quý vị. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Đời người ta thì nó thịnh thịnh lên, nó phát triển phước duyên lớn lên, nhưng mà tới đời mình nó đi xuống. Rồi từ 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 rồi mắc. Nhưng những đứa cái nôi tịnh độ bây giờ nó quy về đạo tràng không chung nè. Cái nôi tịnh độ bây giờ nó quy về gia đình đạo tràng tịnh độ nè. Đó. Mà đây là cái nguyện như Đức từ xưa giờ từng nói rằng tặng tượng Phật rất là nhiều, vì những Đức muốn cho mỗi một gia đình có đạo tràng tịnh độ, mỗi gia đình niệm Phật. Bây giờ việc này thì những Đức thấy rồi nè. Bây giờ cái nôi tịnh độ nó đang đi vào từng gia đình quý vị nè. Nếu như quý vị thấy điều này là lợi ích, một câu Phật hiệu niệm đến cùng mà lợi ích, thì quý vị hãy chăng thật tại gia đình mà niệm Phật đi. Vì sẽ thấy cái kết quả của niệm Phật. Dù cho trở ngại gì cũng cứ niệm Phật đi. Đây là cái đặc biệt lắm quý vị. Cái nôi tịnh độ chắc chắn quý vị là nằm ngay đạo tràng không chung này nè. Tại vì ít ai mà có thể phát triển được cái nôi tịnh độ mà chuyên nhất này được. Tại vì sao? Khó lắm. Khó tin chỗ này lắm quý vị à. Không hành trì làm sao tin? Phải áp dụng cái hành trì kia, phải ly kia, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nếu mà gọi là yếu bóng vía là bị quay liền. Nó bị quay vòng vòng liền, chứ không nói vòng do chứ. Đó. Nên cái nôi tịnh độ ngay cái đạo tràng không chung này, và bây giờ nó đi vào từng gia đình là cái nôi tịnh độ mình rồi đó. Mà quý vị đã vô cái nôi tịnh độ này, như Đức nói cho quý vị nghe nghe. Quý vị mà đã nghe như Đức nói chuyện được, quý vị nghe người khác nói chuyện, là quý vị cảm thấy nó gãi ngứa bên ngoài không? Thật sự quý vị luôn á. Tại những Đức hướng dẫn quý vị là nó đi vào thẳng luôn rồi đó. Đi vào trọng tâm thẳng quý vị, để thành tựu một đời giảng sanh á. Chứ nó không phải gãi ngứa bên ngoài, phải phương tiện gì nữa chứ á. Tại bây giờ là nói với vị nghe là những Đức không có còn phương tiện gì nữa hết trơn á. Ngày xưa những Đức nói chuyện với vị, những Đức còn phương tiện mấy ngàn người đó. Tuy nói nhưng mà nó có phương tiện mấy ngàn người đó. Nói vậy là vì hiểu rồi đó. Còn bây giờ mấy ngàn người đó cũng không còn nữa thì như thế nào? Đi thẳng vào trọng tâm luôn. Quý vị cứ chăng thật mà niệm Phật đi, quý vị sẽ được lợi ích rất lớn luôn. Quý vị sẽ không bị ai thao túng quý vị hết trơn. Quý vị có một cái quyền quyết định cực kỳ mạnh luôn. Và tự tại an lạc, không bị cái chuyện mà người này nói này, người kia nói nọ, nói kia tùm lum, phương tiện để dẫn dắt tứ tung lang tang, cái đầu chạy vòng vòng nữa. Cái không chịu dụng công tu nên chạy lang thang, đã vui bao nhiêu ngày tháng còn chưa hiểu sao, không hô hà vui bao nhiêu ngày tháng còn chưa thấy nó xảy ra cái gì sao? Phải chi mà chưa từng thấy, chưa từng làm thì nói ông chưa từng biết, còn đã biết hết rồi, còn không chịu đi vào trọng tâm để mà an lạc nội tâm nữa, đi gãi ngứa bên ngoài hoài, nó đâu được kết quả gì quý vị, hiểu không? Nó nên bây giờ nó đi vào trọng tâm của tín nguyện niệm Phật đi, thì vị sẽ phát ra cái sự an lạc của cái niệm Phật bên trong quý vị, chứ nó không có gãi ngứa bên ngoài nữa. Nó nên tại gia đình cố gắng mà niệm Phật,
Và mỗi ngày được nhắc nhở như vậy, siêng năng niệm Phật, để cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.